đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98. Chúng ta bây giờ chuyển qua để mà nói một số những tin tức khác đi thì kết quả của thứ sáu đó là chúng ta thấy được là một ngày à, cũng có một cái sự hồi phục lại đối với thị trường à, chứng khoán của Hoa Kỳ là một màu xanh ngày thứ sáu ngày hôm qua chỉ số Dow Jones à, đã tăng một phần trăm, S&P 500 cũng tương tự về Nasdaq thì cũng tương tự như vậy có nghĩa là có một cái sự à, hồi phục nhẹ trở lại và đương nhiên không có futures tại vì à, Chúng ta đang bước vào cuối tuần mà, và chúng ta cũng đã thấy được là vàng đó thì kết thúc cũng giống như bao nhiêu đó mà thôi là 1.800 đô cho một ounce vàng. Còn dầu ra sao, dầu đó thì chúng ta thấy được vẫn ở mức cao là 108 đô cho một thùng vàng. Đó là hợp đồng hiện tại, nhưng mà hôm nay đã có một cái thông tin cũng khá thú vị đến từ Tổng thống Joe Biden, thì muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa còn về crypto thì ra sao? crypto thì các bạn thấy được là cũng không có đồng tính gì. nói chung thì chúng ta vẫn tiếp tục ở cái mức là 19.000. các bạn thấy được là bây giờ chúng ta đang ở mức là 19.300 đô ở thời điểm hiện tại. và nói chung đó thì khi chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn thì cũng không có cái sự thay đổi nhiều. chúng ta cũng đã thấy được là BTC không có di chuyển nhiều thì những đồng lớn nó cũng không có sự thay đổi nhiều trong vòng 24 giờ qua. 24 giờ qua đó đồng mà có cái sự tăng trưởng nhiều nhất đó chính là đồng nem Tăng 27% Cái đó là Synthetics Tăng 16% Còn xuống nhiều nhất Thì chúng ta thấy uh, Theo Classic USD Xuống uh, 13% Và a 4 Xuống 4% Nói chung cũng không có gì gọi là quá đặc biệt Cái mà chúng ta Thấy được đó Là cái Phần trăm vốn hóa của BTC đối với lại thị trường đó thì không có cái sự tăng trưởng nhất là trong những cái thời điểm mà có nhiều sự lo lắng đó, thường trước đây chúng ta sẽ thấy là cái phần trăm vốn hóa của BTC sẽ tăng lên tại vì sao? Tại vì người ta bán OCOI người ta sẽ dồn tiền vào Bitcoin nếu như người ta muốn tiếp tục ở lại tại vì Bitcoin vẫn là đồng mà nhiều người tin tưởng dài hạn nhưng mà chúng ta thấy được là điều đó nó không có xảy ra gần đây chúng ta thấy được là có một thời gian ngắn à, BTC đã đi từ khoảng chừng là 40% Hồi tháng 4 đẩy lên tới mức là 43% ngày 18 tháng 6 nhưng mà sau đó đó lại đi ngược trở xuống. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào coin 360 đó, khi mà chúng ta nhìn vào trong vòng 1 tháng qua thì đương nhiên thị trường rất là đỏ 1 tháng qua rồi. Là BTC thì xuống 35%, Ethereum xuống 41% rất là đỏ nhưng mà khi các bạn nhìn những cái altcoin lớn đó như là Cardano là 1 tháng qua xuống 16% mà thôi, XRP thì xuống 20%, BNB xuống 27%, Solana xuống 16% Polkadot, Apex, Doge cũng tương tự Thì tại sao vậy? Tại sao mà Bitcoin, Ethereum lại có cái phần trăm đi xuống còn nhiều hơn cả altcoin một tháng qua Trong khi mà thường trước đây đó là sẽ ngược lại altcoin sẽ rớt nhiều hơn là BTC Thì có hai giả thuyết, giả thuyết đầu tiên đó Nhiều người nói là tại vì thật ra trước đó những cái altcoin đã đi xuống rất là nhiều rồi Đã đi xuống phần trăm nếu như tính từ đỉnh đó, đã xuống nhiều hơn Bitcoin và Ethereum Cho nên bây giờ đó là không có xuống nhiều nữa tại vì đã xuống quá nhiều rồi nhưng mà cũng có một giải thích khác nói là lý do tại sao chúng ta thấy Ethereum và Bitcoin xuống nhiều hơn là tại vì những sự kiện liên quan tới Celsius, liên quan tới Tui, Aero Capital, liên quan tới Voyagers những công ty đó đó là bị thanh lý hay là họ phải thanh lý những cái người mà mượn tiền của họ khi mà giá đi xuống và phần lớn đó thế chấp là dùng Bitcoin, Ethereum cho nên chúng ta mới thấy là cái phần trăm đi xuống nhiều hơn cũng có thể các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới cái video này cho dù là chúng ta thấy thứ sáu mới đây ra Chứng khoán có một màu xanh trở lại Nhưng mà thật ra chúng ta vừa kết thúc nửa năm tệ nhất 50 năm qua Có thể chúng ta thấy là từ năm 1970 tới bây giờ ra Nửa năm nay là nửa năm tệ nhất cho chỉ số S&P 500 nhưng mà chúng ta có thể thấy được là năm 1970 đó thì đi xuống nhiều hơn Đợt này thường nhớ là từ đầu năm tới bây giờ đó là xuống khoảng chừng là 20,5% Năm 1970 đó, cái tay 50 năm thì cũng có một lần S&P 500 xuống trong vòng nửa năm đó là xuống 21% Nhưng mà sau đó, đó thì cuối cùng nửa năm kế tiếp đó thì lại tăng trưởng trở lại 26,5% cho nên cũng không có phải là tất cả đều là tin tức xấu nhưng mà ít ra chúng ta vẫn đang nằm ở trong một cái thời điểm cực kỳ xấu trong lịch sử còn về bitcoin thì ra sao tháng vừa rồi kết thúc như thế nào thì chúng ta đã thấy được là tháng 6 mới đây kết thúc đó là bitcoin xuống 37,32% có thể nói được đây là một trong những tháng mà tệ nhất trong lịch sử của BTC Có thể nói được là chỉ có một tháng duy nhất trước đây là Bitcoin xuống nhiều hơn mà thôi Thường thấy có nhiều bài viết nói là Bitcoin đã lập kỷ lục mới Là đây là cái tháng đầu tiên Bitcoin xuống nhiều nhất trong lịch sử Nhưng mà thật ra lịch sử đó không phải như vậy Nhưng mà tóm lại cũng rất là tệ tháng vừa rồi các bạn đã thấy được là 37% trong một tháng chúng ta có thể trả trở về năm 2018 đó, trong lúc mùa đông crypto chúng ta cũng không có tháng nào mà xuống nhiều như vậy. Các bạn thấy được cái tháng mà xuống nhiều nhất đó chính là tháng 11 năm 2018 là 36% và kế đó là tháng 3 năm 2018 xuống 32% chúng ta phải trả trở lại mãi cho đến năm 2011 đó cách đây rất là lâu rồi, cách đây tới 11 năm thì chúng ta có thể thấy à, là cái tháng mà xuống nhiều nhất ra lúc đó giá BTC ra rất là thấp và bốn hóa cực kỳ thấp cho nên dao động nhiều hơn. Thì chúng ta thấy được là tháng 8 năm 2011 là xuống 38%. Bây giờ chỉ xuống phần trăm thua cái lúc đó một phần trăm mà thôi. Tháng rồi là một tháng rất là tệ đối với lại BTC. Và như thường đã chia sẻ đó, thứ hai là ngày lễ July 4, đây là một cái cuối tuần dài tại Hoa Kỳ. Thì như mà nào mà ở Hoa Kỳ đó thì Happy July 4. Thông tin nên thì chúng ta có những bài nào mà là fan của Tesla đó thì Tesla đưa ra cái thống kê quý 2 đó là họ đã giao tổng cộng là 254.695 chiếc xe trong quý 2. Con số này đó tính ra thì cũng cao hơn rất nhiều so với lại cái quý 2 của năm trước đó. Đó chính là chỉ có 201.250 chiếc xe mà thôi. Và chúng ta có thể thấy bên dưới này đó tuy là con số đó là con số cũng cao so với một năm trước. Nhưng mà so với lượng ước tính thì vẫn thấp một chút. Ước tính của những nhà đầu tư đó là 256.520 mươi Bây giờ là Tesla giao 254.695 Nhưng mà cái mà muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn đã biết là trong cái quý 2 đó gặp khá nhiều khó khăn đối với Tesla Chúng ta cũng đã biết là đối với Tesla thì cái sản xuất xe ở Thượng Hải đó, thì cái công xưởng đó cũng đã bị đóng cửa vài tháng liên quan đến dịch bệnh dẫn đến là Thượng Hải không thể sản xuất trong những tháng đó và thêm vào đó nữa đó thì chúng ta thì được là hiện bây giờ gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến cái chuỗi cung ứng cho nên những cái phụ tùng đó không đến được Austin hay là Berlin, dẫn đến là hai cái nơi sản xuất xe này đó không thể sản xuất cái số lượng xe cần thiết được. Mặc dù như vậy chúng ta cũng có thể thấy được là Tesla vẫn giao rất nhiều xe, 254.695 chiếc xe trong quý 2, cho dù là đối đầu với những cái sự kiện như thường vừa chia sẻ, có nghĩa là khi mà mọi thứ đỡ một chút đó cái chuỗi cung ứng hàng hóa đỡ hơn thì chúng ta có thể thấy được là những cái xe nó sẽ sản xuất nhanh hơn và những cái nơi khác nó cũng có thể sản xuất được nhiều hơn thì khi mà có thêm nhiều hàng hóa thì hy vọng chúng ta thấy được là giá hàng hóa nó sẽ có cái sự ổn định lại và đi xuống chứ không phải là cứ tăng tăng như vậy hoài dẫn đến là lạm phát ngày càng tăng lên và chúng ta cũng đã biết là lạm phát tăng thì phép làm gì? Phép tiếp tục là bán trái phiếu tiếp tục tăng lãi suất và dẫn đến một khả năng là chúng ta sẽ có suy thoái tài chính thì uh, các anh đã biết là nhiều người cho là chúng ta đã bước vào suy thoái tài chính rồi giống như là katy wood đã nói là chúng ta đã thực sự đang suy thoái tài chính nhưng mà theo định nghĩa thì chúng ta vẫn chưa nếu như chúng ta định nghĩa suy thoái tài chính uh, thì dựa theo investopedia và uh, chúng ta phải có hai cái quý thu nhập gdp ở hoa kỳ là con số âm thì uh, chúng ta đang thấy được khả năng này ra bây giờ rất là cao tại vì atlanta fed uh, dự báo GDP mới nhất của quý 2 khi mà thùng vào trang web này đó đã là âm 2.1% có nghĩa là khả năng là chúng ta đã có định nghĩa không những là thực sự mà theo định nghĩa chúng ta cũng đã đang nằm trong suy thoái tài chính rồi hai quý liên tục là con số âm nhưng mà còn số chính thức đó, chúng ta cần phải đợi tới khoảng chừng là cuối tháng này mới có Nhưng mà hiện bây giờ đã ước tính là trừ 2.1% Thì thị trường chứng khoán có phản ứng xấu với tin tức này hay không chúng ta phải đợi tới thứ ba mới biết được Nhưng mà các bạn đã thấy được là thật ra thị trường chứng khoán đã phản ứng trước đó mấy tháng rồi Khi mà bắt đầu là nhiều người nghĩ là khả năng siêu thoát thị chính đó tăng lên thì chúng ta đã thấy được là cổ phiếu đã đi xuống rất là nhiều và nhiều nơi đã sa thải nhân viên tại vì họ nghĩ là sẽ có suy thoái tài chính và chúng ta cũng thấy điều tương tự xảy ra đối với crypto crypto bây giờ đó chúng ta nói tới những đồng thì vẫn tiếp tục giữ cái mức như là ngày hôm qua và ngày trước đó BTC vẫn mức là 12.000 đô khi mà chúng ta nhận được nhiều thông tin xấu ngày hôm qua liên quan tới 3 phá sản liên quan tới trời không giữ rút tiền nhưng mà những thông tin này đó cũng không làm cho nhiều người bất ngờ các bạn thấy được là nhiều người đã phản ứng trước đó rồi cho nên giá cả đã phản ứng trước khi mà có cái thông tin chính thức đó là điều mà thường muốn chia sẻ ở đây và đối với lại cái uh, phần trăm lạm phát tăng cao đó thì các bạn cũng đã biết là một trong những yếu tố lớn đó chính là liên quan đến năng lượng và phần lớn đó đối với người dân bình thường đó chính là cái số tiền cần phải trả cho điện và xăng đổ xăng hàng ngày thì uh, Chúng ta cũng đã biết là Nhà Trắng lúc nào cũng nói là muốn có một chiến lược để hỗ trợ giảm cái giá xăng cho người dân. Thì chiến lược đó là gì? Chiến lược đó, đó thì hôm nay chúng ta thấy được là Tổng thống Joe Biden đưa ra một cái thuyết. Thì chiến lược đó cũng rất đơn giản. Bây giờ Tổng thống Joe Biden nói là tất cả những công ty, những cây xăng đó cần phải giảm giá và cần phải làm lập tức. Đó là cái lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden. Chứ cũng không có cái chiến lược gì ở đây đó chính là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn còn về tình hình chung từ đây đến cuối năm ra sao thì chúng ta đã thấy được trên màn hình đó đây là thống kê đến từ những ngân hàng lớn như là Bank of America, Barclays, BMO, BNP Paribas vân vân những ngân hàng lớn này đó thì họ cũng đưa ra cái ước tính từ đây đến cuối năm là sẽ như thế nào về chỉ số S&P 500 tại Hoa Kỳ như là chỉ số chứng khoán đó thì điều mà các bạn thấy rất rõ ràng ở đây hiện bây giờ đây chỉ số S&P 500 là mức là 3825 khi mà các bạn nhìn vào cái bảng thống kê này thì các bạn thấy được là tất cả những ngân hàng lớn đều khá là bullish từ đây đến cuối năm. Chúng ta thấy được là tất cả ngân hàng đều cho ra một con số là cao hơn bây giờ. Các bạn thấy là Bank of America nói là có thể lên tới 4.600. Các bạn thấy được là những công ty khác như là RBC Capital rồi có thể nghĩ là có thể lên tới là hơn 5.000 điểm. Có nghĩa là không những là trở về mà còn có thể đạt được đỉnh mới từ đến cuối năm đó là cái sự ước tính của những công ty này thì điều này có nghĩa là gì nếu như mà các bạn có cái sự tin tưởng về ước tính này đương nhiên cái phần trăm tin tưởng là bao nhiêu thì chúng ta không biết được tại vì những ngân hàng họ cũng trước đó đưa ra những cái ước tính nhưng mà cũng đã sai nhưng mà nếu như mà đây là sự thật đó mà chúng ta thấy chứng khoán thực sự là họ phục từ đây khi mà có thông tin chính thức là khủng hoảng thì thường chúng ta đã gần đấy rồi thì chúng ta sẽ thấy cái sự họ phục từ đó nếu như mà đó là sự thật đó mà chúng ta tiếp tục tin là cái sự tương quan giữa crypto nhất là Bitcoin với lại S&P 500 của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng sẽ có cái xu hướng chung đó chính là có cái sự tăng trưởng. Đó là cái điều mà những ngân hàng nghĩ bây giờ. Cho nên chúng ta cũng thấy nhớ là Deutsche Bank cũng lên tiếng nói là BTC cũng có thể hồi phục từ đây đến cuối năm tại vì sẽ nghĩ là chứng khoán sẽ hồi phục lại nói tới bitcoin đó thì chúng ta cũng đã nhớ là có một cái gia đình gia đình này năm 2017 là rất nổi tiếng vì bán tất cả tài sản của mình à, ngay cả nhà không bán luôn và sau đó, đó là mua bitcoin rồi sau đó là đi du lịch thế giới và sử dụng bitcoin và đương nhiên lúc đó ai cũng nghĩ là gia đình này đó là một chuyện rất là điên rồ và nhất là sau đó chúng ta đã thấy được là giá btc đã đi xuống tới cái mức là 3.000 đô năm 2018 nhưng mà ngược lại gia đình này đã tiếp tục HODL tiếp tục tin tưởng về tương lai của BTC và cuối cùng đã cũng đã có thể chốt lời được một phần là ở mức là 55.000 đô năm ngoái họ đã chốt lời 15% cái số lượng BTC của mình và bây giờ là đang dùng cái số tiền đó để tiếp tục sống cuộc sống thoải mái và thu mua lại một số Bitcoin cho nên các bạn mới thấy được là cái tầm quan trọng của chốt lời như thế nào cái gia đình này đó, họ đã bắt đầu mua Bitcoin với tất cả tài sản của mình là đầu năm 2017, thương nhớ như vậy. Và họ đã không chốt lời năm 2017 khi mà đến đỉnh. Thường nghĩ khi này họ đã học được kinh nghiệm đó và đã chốt lời 15% mức 55.000. Và nói tới đây đó, thì giá BTC có thể là đi xuống thêm bao nhiêu nữa? Thì bây giờ chúng ta có thể lên trên những diễn đàn, lên trên Twitter thì có rất nhiều người có nhiều ý kiến. Nhưng mà nói chung đó, phần lớn nghĩ như thế nào? phần lớn đó thì các bạn thì được ngay cả gia đình này nghĩ là giá của BDC sẽ tới cái đấy xoay quanh mức là khoảng chừng 15 tới 20 ngàn không biết rõ là con số đó sẽ là bao nhiêu nhưng mà có thể là xuống tới 15 ngàn nhưng mà sau đó đó sẽ có cái sự tăng trưởng trở lại tới 140 ngàn năm 2025 đó là lòng tin của gia đình này còn về thống kê chung đó, thì có một số những cái mức giá mà nhiều người nói đến Giống như là Bitcoin có thể nếu xuống thì xuống tới 16.000 Đó chính là cái mức trên lệch giữa cây đường MA50 Nghĩa là cái đường trung bình giá 50 theo phân tích kỹ thuật Có một số người thì nghĩ là không, Bitcoin có thể xuống tới mức là khoảng 14.000 đô Đó chính là cái đỉnh của năm 2019 Nhiều người đó thì nghĩ là Bitcoin có thể xuống sâu hơn tới 12.200 đô Tại vì sao? Tại vì đó là cái mức mà sau sợ bị thanh lý Các bạn đã nhớ là Celsius đã liên tục đẩy tiền vào để mà đẩy cái mức thanh lý xuống còn 12.000 từ 22.000 Nhưng mà nhiều người nghĩ là Celsius phải được thanh lý Họ phải bị thanh lý trước khi mà chúng ta thấy sự hồi phục Và nhiều người thì nghĩ là chúng ta sẽ về tới mức là 10.700 đô Đó chính là cái đường rất là quan trọng Và là một thời gian dài chúng ta tích lũy dưới 10.700 đô Cho nên đó sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng đó chính là những cái điều các bạn sẽ tìm thấy ở trên mạng xã hiện bây giờ Nói chung đó, thì không ai có thể biết được ngắn hạn đâu các bạn Không ai có thể biết được là đáy ở đâu Nhưng mà thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là thường vẫn có lòng tin là chúng ta ở gần đáy hơn là đỉnh thời điểm hiện tại Và BTC có thể xuống nữa hay là không hay là sẽ có sự hồi phục từ đây Cái đó đó là chúng ta sẽ không biết được Tại vì bây giờ chúng ta gặp rất là nhiều những cái sự liên quan đến kinh tế vĩ mô và vì lý do đó Thuận vẫn lựa chọn là tiếp tục trung bình giá ở những cái mức này Nếu như mà giá có thể xuống thêm Thuận tiếp tục trung bình giá mà thôi cũng không có gì thay đổi Đó là điều mà nhiều bạn cũng đã biết rồi Và trong những cái thời điểm như thế này đó thì có nhiều bạn hay tranh cãi về giá trị và tương lai của Bitcoin Thì có thể hiểu đơn giản nếu như các bạn tin thì có thể mua Nếu như bạn không tin thì có thể là không mua hoặc là bán Nếu như bạn nghĩ là ngắn hạn giá sẽ lên thì các bạn có thể long Nếu các bạn nghĩ là ngắn hạn giá sẽ xuống thì các bạn có thể là sốt thực sự rất đơn giản chúng ta cũng không có cần à, phải tranh cãi như là thường thường thấy trên những mạng xã hội đâu và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là tôi cô ý nghĩ đó chúng ta cũng có một số những dẫn chứng on chain cho thấy được là có một số những cái ví đó vẫn tích lũy liên tục giống như bài viết này nó nói là có một cá voi đã liên tục tích lũy tổng cộng đó là con số rất là lớn luôn là 4.816 BTC chỉ trong vòng một tháng qua thôi mà con cá voi này đó không ai khác hơn đó chính là cá voi con số 3 mà chúng ta thường hay Nói tới và các bạn đã thấy trên màn hình á, cái lần cuối cùng có cái số lượng Bitcoin đòi khỏi đó là ngày 9 tháng 6 là 500 Bitcoin đòi khỏi với giá là 30.000 đô nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy là liên tục ngày 13 tay 14 tay 15 tay 16 tay hầu như ngày nào cũng vậy cái số lượng Bitcoin nạp vào rất là nhiều hầu như nạp vào trở lại là gần gấp 10 lần con số rời khỏi ngày 9 tháng 6 thì các bạn cũng thấy được là những cái mức như là 22.000, 21.000, 20.000, 20.000, 19.000, 18.000 đều có cái sự nạp vào trong cái ví này thì có thể là tại vì cái con cá voi này cũng không biết đấy đâu nhưng mà cũng có thể nghĩ là đây là những cái thời điểm thích hợp để mà tích lũy theo thời gian và chúng ta cũng thấy được là không chỉ riêng là cá voi này không mà chúng ta cũng thấy những cái địa chỉ ví lớn khác như là địa chỉ ví này À, có tổng cộng ngày 27 tháng 6 mới đây ra thì có tới 9.199 BTC được nạp vào trong ví này ngày đó lúc mà giá Bitcoin ra ở mức là khoảng 20.000 đô chúng ta cũng thấy được địa chỉ ví này cũng tương tự ngày 25 tháng 6 mới đây ra thì cũng có 8.539 Bitcoin nạp vào và cũng tương tự sẽ có những cái địa chỉ ví lớn đó có số lượng BTC rời khỏi giống như là các bạn thấy được là địa chỉ ví lớn này hầu như là bắt đầu từ thời điểm là tháng 5 liên tục ngày nào cũng có số lượng lớn Bitcoin rời khỏi nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có những địa chỉ ví lớn khác thu nạp những cái BTC này vào trong ví của họ chúng ta đang chứng kiến một cái cuộc thay đổi giữa cá voi lo sợ bán và những cái voi khác thu mua trở lại và kết thúc video này đây tôi muốn chia sẻ thêm một thông tin với các bạn đó chính là có một cái tin tức nói là có một nghệ sĩ ở nước Mexico đó chính là Indira Campus. Thì nghệ sĩ này đó là một nghệ sĩ mà cũng đã ủng hộ Bitcoin từ lâu rồi và đã nạp một cái đề xuất đây là một cái dự luật để chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp ở Mexico Chúng ta thực sự là sẽ không biết kết quả như thế nào Nhưng mà ít ra chúng ta thì được là không phải tin tức nào cũng là tin tức xấu ở thời điểm hiện tại và hiện bây giờ là khoảng 4h30 chiều, giờ Cali. Thuần sẽ kết thúc cái video này ở đây. Và những người nào ở Hoa Kỳ đó thì một lần nữa Happy July 4. Và Thuần sẽ cố gắng chia sẻ thêm thông tin với các bạn. Nếu như mà có thông tin nào lớn nữa Thuần sẽ làm video ngày mai để chia sẻ. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Những mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital. Thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a